Nhanh lên cái đi. Nhanh lên được không vậy? Nhanh lên giùm. Đập cái đầu mày nè. Một, hai, ba, bốn. Đứng lại, không được chạy. Còn đánh nữa là tôi nóng đó. Ù rồi. Gì chứ, bà lại ù nữa sao? Biết lái xe không vậy? Lâu rồi không gặp. Bữa nay mày cao quá nhỉ? Bữa nay mày cao đó. Mày nói cái gì? Chết tiệt, sao mày cao vậy? Không phải chuyện của mày. Có mang hàng đến không? Một tay giao tiền, một tay giao hàng. Số tiền này khó khăn lắm tao mới có được. Tao trộm trong tủ của má tao đó, nên đừng có lừa tao. Số đồ chơi này tao khó khăn lắm mới lấy được từ chỗ ông già tao đó. Mày cũng đừng hòng hại tao. Tên lửa đạn đạo. Được, được, được. Được. Ai đó? Nhìn cái gì? Không được nhìn. Bị gì vậy chứ? Đứng yên đó. Bỏ súng xuống. Sao mày lại bỏ súng xuống? Không có đạn. Bắt lấy ả. Có lộn không vậy? Lại đi. Đưa đây, rồi tôi chia lại. Không đưa. Không đưa. Cô đừng giành nữa, tôi lấy trước mà. Mấy người dưới kia, nếu không giao tiền ra, chúng tôi sẽ bắn pháo, nổ chết các người. Nằm mơ đi. Chơi luôn. Đưa tôi. Chạy đi. Lấy đòn phản đòn. Thuật quán đổi. Có đuổi theo không? Tiền là của tao. Đuổi theo. Không được chạy. Hắn không đuổi kịp đâu. Đặc dị công năng. Công nghệ mới nhất. Tôi chưa nói với cô sao? Chưa. Đứng lại, đứng lại. Các người là ai vậy? San Hero. Chơi, đừng làm rối lên. Morning sir. Morning.
Lý do mà tôi tập hợp mọi người đến gấp như vậy là gì? Sếp à, máy này bị hư rồi. Tìm người đến sửa đi. Vâng sếp. Nó chạy lại rồi. Được rồi, vào chuyện chính. Kẻ đã gây ra rắc rối gần đây, thủ phạm đã khiến cho các bạn phải tập trung sớm ở đây là ai? Saint-Romain. Không sai. Bây giờ gọi là Saint-Hero. Theo báo cáo tháng trước, tỷ lệ phạm tội ở địa phương lên đến 180%. Các bạn có cách nghĩ gì? Tôi không quan tâm. Sếp, nói đi. Sáng nay bản anh đã tăng 2 đồng. Bán hết đi. Yes, sir. Thưa sếp, tỷ lệ phạm tội đang tăng lên. Nó không liên quan đến chúng ta, phải không? Đúng vậy, tỷ lệ phạm tội tăng lên chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng nó làm ảnh hưởng đến bộ mặt của chúng ta mới là chuyện lớn. Này nhóc, chơi chưa đủ sao? Xin lỗi sếp, chỉ toàn phá phách thôi. Sau hơn một tháng điều tra, Saint-Hero là kẻ đã gây ra tất cả. Có lẽ hắn. Và kết quả là tất cả đều không phải. Theo dữ liệu đáng tin cậy, tổ chức của hội Saint-Hero sẽ xuất hiện ở Hồng Kông. Vậy chúng ta có thể cử đội không quân để bắt chúng. Đúng vậy, đúng vậy. Anh bị điên sao? Nói gì mà lớn quá muốn điếc tai luôn. Cử không quân? Bị bệnh sao? Rất lãng phí tiền của nền kinh tế quốc gia đó. Tôi muốn ứng cử một người có năng lực để anh ấy xử lý là được. Ai vậy? Anh ấy là Super Canon. Thưa sếp, anh ấy không thể. Tại sao? Anh ấy là ngôi sao Hollywood. Anh ấy không có thời gian đâu. Vậy chúng ta phải làm sao? Sếp, để tôi tiến cử một người xem thử. Ai đấy? Ai vậy? Đây là cái gì? Anh ấy là Oanh Thiên Pháo, siêu chiến binh đấy. Được rồi, gọi anh ấy đến. Sếp, anh ấy không đến được. Lại sao nữa? Theo nguồn tin, anh ấy đã bắt đầu đi đường bộ vào đất liền. Vậy phải mất bao lâu? 30 năm. Bỏ đi. Bảo anh ấy lập tức đi bằng tàu hỏa đi. Đến Hồng Kông rồi thì báo cáo với anh ấy. Tôi sao? Đương nhiên không lẽ là tôi. Tan họp. Yes sir. Còn một chuyện nữa. Chúng nó còn nhanh hơn cả mình. Đã lâu rồi không trở về Hồng Kông. Matt Bill, tìm anh lâu rồi. Bắt lấy hắn. Nhận nhầm người rồi. Cộng hắn lại. Tôi cần phải Matt Bill. Thả tôi ra. Bắt nhầm người rồi. Thả tôi ra. Đứng lại. Đứng lại. Xin nhường đường. Xin nhường đường. Cảm ơn. Cảnh sát Lý, có thể cho chúng tôi chụp một tấm ảnh không? Được chứ, được chứ. Nào, thêm tấm nữa. Xong rồi, cảm ơn mọi người. Chúng ta đi. Tạm biệt, tạm biệt. Tôi đã nói tôi không phải là Matt Bill mà. Tôi không phải Matt Bill đâu. Không phải là anh, chẳng lẽ là tôi sao? Sếp, chúng tôi đã bắt được Matt Bill rồi. Lịch sự chút đi. Không tôi bóp chết các anh đó. Hả? Nhìn gì mà nhìn? Sếp à, đây là thế nào? Hiểu lầm thôi anh em. Bên kia mới đúng. Tìm mày lâu rồi. Đi. Tiểu tử, còn nhìn. Ông đây quỷ gương mặt của mày đấy. Đừng nói nhảm, đi mau. Gương mặt này mà còn đòi quỷ. Tôi không phải là Lưu Đức Hoa. Nè, còn cái này. Tâm Lan tiểu muội, có chuyện gì? Giúp tôi một tay đi. Đứa nào giúp ta mặc nó lên người đi. Cái gì? Ta đã phát minh ra chiếc áo siêu chống đạn này. Lại là nó sao? Tìm cô ấy kìa. Quay lại đây. Lại gì nữa? Ai mặc nó, ta sẽ cho 1.000 tệ. Để con cho sư phụ. Gì chứ? Đùa với ta sao? Bao búa kéo, ai thua phải mặc cho ta. Làm hay không? 1, 2, 3. Đừng lo. Súng nào cũng không bắn xuyên được đâu. Không xuyên được.
Sư phụ à, có khi nào giống như lần trước không? Toàn thân đều là lỗ đạn. Lần trước là do lỗi kỹ thuật một chút, lần này chắc chắn là không như vậy nữa. Tin ta đi. Tôi tin thầy. Cô có tin không? Tôi cũng tin. Đừng sợ, đứng vững một chút. Sư phụ, người cẩn thận một chút. Tôi không làm nữa đâu. Nếu người muốn đánh con cũng không cần lấy cây bazooka ra đánh con chứ. Đừng có chạy. Tiểu muội quay lại. Quay lại mặc thử đi. Nó không có đau đâu, rất vui mà. Tầm làng, cô nói con sợ đúng không? Vậy thử đi. Con không làm đâu, thầy sẽ giết con mất. Con không làm đâu. Quay lại đây. Quay lại. Mày làm gì vậy? Ăn khoai tây thôi. Đánh tao đi. Đánh đánh tao đi. Em không ăn khoai tây nữa. Không ăn, không ăn nữa. Không ăn, không ăn đâu. Không ăn. Không dám ăn nữa đâu. Thật sảng khoái. Cái máy này sao khó chơi quá. Là hiệu gì vậy? Hiệu Street Fighter. Thật là khó chơi. Vẫn là hiệu Spyro dễ chơi hơn. Là do anh không biết chơi thôi. Tôi vừa đạt được cả triệu điểm đây. Lợi hại vậy sao? Có phải đang nổ không đây? Không tin hả? Cược một bữa sáng không? Cược thì cược. Anh là ai? Tôi đến gặp anh báo cáo đây. Sao lại ngồi vào ghế của tôi? Còn chơi game nữa chứ? Nghiêm. Anh đến đây khi nào? Quên rồi. Còn anh? Cũng quên rồi. Anh chính là Oanh Thiên Pháo. Sao thấy đẹp trai không? Quên đi. Đây là Hồng Kông. Anh không được giữ súng riêng. Mau đưa đây. Nhưng tôi là cảnh sát. Nhưng anh không phải cảnh sát Hồng Kông. Ở đây tôi là người quyết định. Mau giao súng ra. Còn nữa không? Còn vũ khí hạng nặng vẫn chưa đến. Tôi nói cho anh biết, trước kia anh có tài giỏi đến đâu, nhưng bây giờ làm gì có chỗ tôi. Anh phải nghe theo lệnh của tôi. Nếu anh phạm tội, tôi cũng sẽ giam anh đấy. Đã hiểu chưa? Hiểu rồi. Nhưng tôi không đi tra án, có phải có chút nguy hiểm không? Tôi sẽ cử một người được việc làm cộng sự với anh. Có vấn đề gì không? Hy vọng là không. Sếp, anh phải thả tôi nếu anh thua. Được thôi. Uống đi. Anh tán bạn gái của tôi sao? Còn anh tán mẹ tôi sao? Cưới anh nha. Không cưới. Phù hộ cho con trúng vé số. Phù hộ đi mà. Tôi trở lại rồi đây. Ai vậy? Super Canon. Không phải tôi. Đừng đánh nữa. Cứu tôi với. Đừng đánh nữa mà. Ký tên. Cái gì đây? Khẩu cung. Tôi còn chưa nói gì mà. Giết không? Tôi sẽ giết.
Sư tỷ, như vậy là dụng hình đó, giết người phóng quả hay cưỡng hiếp đây? Phạm Lục đậu xe. Tôi cần nghiệm thương. Sư tỷ, những chuyện nhỏ này giao cho Bộ Giao thông làm là được rồi. Cần gì phải mất công như vậy? Tôi biết. Những người Bộ Giao thông chết đâu cả rồi? Sư tỷ, cô tìm tôi. Còn hỏi sao, xử lý hắn. Vâng, sư tỷ. Cho tôi đánh giới. Đưa cô này. Cô ấy rất lợi hại đấy. Nhìn tôi đây. Trúng rồi. Anh có đau không? Là ai? Super Canon. Super Canon, cô lại đây. Sếp, có phải anh sẽ trả nợ cho tôi? Tôi sẽ trả khi chơi bài, không phải bây giờ. Quay lại đây. Sếp, đây là Oanh Thiên Pháo. Anh ấy sẽ là cộng sự của cô. Trong quá trình điều tra về vụ của San Hero, hai người sẽ hỗ trợ sát cánh bên nhau. Có gì không hiểu cứ hỏi cô ấy là được. Xin chiếu cố tôi. Anh biết rõ rằng tôi từ trước tới giờ không thích có người đồng hành. Đó là việc của cô, không phải là việc của tôi. Tôi mặc kệ anh. Đứng lại. Đây là mệnh lệnh. Được. Lập tức trả tiền cho tôi. Hai người bàn xong chứ gì? Đợi tôi một chút. Tôi sẽ đợi anh. Đại tỷ à, coi như tôi năn nỉ cô giúp tôi lần này được không? Không được. Thôi lại đây, mình nói chuyện tiếp. Bên này. Tôi nói cô nghe, trong số các nữ cảnh sát ở đây, cô là người đẹp nhất. Tôi sẽ ghi danh cô đi thi hoa hậu. Anh thật là phiền phức. Anh nghe cho rõ đây. Anh theo tôi cũng được thôi. Nhưng phải trung thực. Phải trung thực. Ngàn vạn lần không được dùng mấy chiêu trò với tôi. Rõ chưa? Biết rồi. Ngón tay của cô có độc sao? Muốn học các kỹ năng thì theo tôi. Thấy thế nào? Có đau không? Đau. Đây cũng gọi là bạn đồng hành sao? Được rồi, cố nhẫn nại một chút đi. Sao chỗ của anh toàn những người thô lỗ như vậy? Tất cả giải tán, lập tức trở về làm việc. Vâng, thưa sếp. Gả cho anh nhé. Không được đâu, không được đâu. Gả cho anh đi mà. Không được đâu. Tâm Lan tiểu muội, làm cái gì mà ồn vậy? Dạ không có gì. Không có gì thì tốt. Tôi phải giết chết cô. Vậy cô thử coi. Cô đang mặc đồ của tôi sao? Cô mới là người mặc quần của tôi. Cô đá tôi. Thật là thối mà. Cái này còn thối hơn. Đó là mùi cơ thể. Dừng tay lại, đánh ra. Tôi nói hai người đừng đánh nữa. Dừng lại, đừng đánh nữa. Không phải việc của ông. Cô đánh sư phụ sao? Cô vừa đánh ai? Sư phụ,
ta phải giết chặt chết hai người. Có chuyện như vậy không biết nữa. Sư phụ, sư phụ, xem các người chạy đâu cho thoát. Người chụp ảnh sao? Giết. Sư phụ điên rồi, chúng ta phải làm gì bây giờ? Sao không thấy đâu nữa rồi? Các ngươi thực sự nghĩ ta bị điên sao? Còn muốn đánh nữa không? Người giả vợ, rốt cuộc là có chuyện gì mà hai đứa đòi giết nhau vậy? Tâm Lan, con nói trước. Tiểu Bụi, làm sao? Mượn cuốn tạp chí của con không trả. Tôi trả tiền cho tạp chí đó rồi mà. Hai người nói xong chưa? Chỉ vì một cuốn tạp chí thôi mà đã đánh nhau ầm ĩ rồi. Sau này có chuyện lớn xảy ra, hai đứa sẽ dùng tới dao súng sao? Hai ngươi còn đánh à? Người xưa có câu đoàn kết là sức mạnh. Lẽ nào một đạo lý đơn giản như vậy các con cũng không hiểu sao? Không hiểu. Bẻ nói cho ta. Tất nhiên là bẻ một cái rất dễ dàng. Thử lại với một bó này xem. Đùa con sao? Để tôi thử. Đưa lại đây. Vậy mới nói đoàn kết có sức mạnh lớn thế nào. Con không thể bẻ được nó nếu bó chúng lại với nhau. Vậy làm sao để bẻ chúng? Ta là sư phụ của các con. Tiêu đề hôm nay vẫn là về tên trộm Sen Hero. Cái gì? Sen Hero. Đọc tiếp đi. Tổ chức từ thiện ở Hồng Kông, họ đã nhận được một tấm séc từ Sen Hero và ghi rằng hãy xây một viện dưỡng lão, nên mọi người đều tung hô anh ấy là Robin Hood thời hiện đại. Robin Hood thời hiện đại sao? Tên trộm thực sự đang ở đây này. Ông chủ, bây giờ tôi có thể ra ngoài không? Muốn đi tiểu sao? Đi đi. Tôi thực sự không hiểu sao cô lại thích ăn mấy món này. Này, cái gì? Đưa cho tôi. Làm gì? Tôi là máy tính. Hỏi IQ của chuyên gia. Nếu bạn cần thông tin, ngớ ngẩn cả ngày ở đây. Đây cũng được coi là máy tính sao? Đây cũng được coi là một con người sao? Miệng lưỡi cũng khá sắc bén đó. Để tôi ấn thử. Xem anh còn dám nói nhiều nữa không? Trước tiên hãy sử dụng chương trình trong máy tính, rồi phát họa ra khuôn mặt của Sen Hero và sau đó tìm dữ liệu. So với tài năng và trí tuệ của tôi thì điều này chả là gì cả. Bình tĩnh. Anh sợ sao? Sợ cái gì? Tôi chưa từng sợ gì cả. Tôi thử lại. Anh bạn à, giúp tôi đi. Coi như tôi xin lỗi anh mà. Nể mặt tôi chút, đừng đùa với tôi nữa. Được rồi, vậy chúc mừng thiên tài. Xem tôi đây. Được rồi, tôi thực sự là khắc tinh của bọn tội phạm. Này, có định bắt hắn ngay bây giờ sao? Bây giờ tạp chí nào cũng có trò xếp hình này hết rồi, thưa thiên tài. Không thể nào. Sao toàn là anh ta vậy? Nếu còn biết sử dụng máy tính thì khiêm tốn hỏi người khác chỉ cho. Đừng có giả bộ như mình biết hết. Cô được lắm. Cô vào đi. Thank you.
Tiếng gì vậy? Tiếng gì vậy? Tiếng dạ dày của tôi đó. Anh đói rồi sao? Vô dụng. Về nhà thôi. Senero sẽ không đến đây đâu. Bớt nói nhảm đi. Bảo anh đợi thì anh đợi. Còn nói nữa tôi sẽ đánh anh đó. Các người làm gì? Này, đừng nói là tôi ngược đãi anh. Mua chút gì đó ăn đi. Nói sớm thì tốt biết mấy. Tôi sắp chết đói rồi. Mua hai phần đó. Đưa tiền đây. Chia ra tìm kiếm. Bản thân đã phát hiện chúng ta. Đứng yên. Đạn ở đây nè. Mau chạy thôi. Chạy đi đâu? Chết tiệt. Đi thôi. Anh giữ chân tôi làm gì? Mau đuổi theo bọn họ đi. Chết tiệt. Giải tán. Đứng lại. Tôi còn chưa chửi xong. Sư phụ, tất cả đều tại cô ấy. Câm mồm. Ông ấy mới nói tiếng Anh sao? Phát âm hơi tệ. Khi nào các con mới trưởng thành đây? Có phải khiến ta tức chết các con mới thấy mãn nguyện hay không? Nhìn ta đây, nhìn ta đây. Nhìn đi đâu vậy? Là con đực, là con cái, là ta. Hai con định tạo phản sao? Sư phụ mà cũng đánh à? Hai người mọi việc suốt ngày cãi nhau còn làm được tích sự gì? Sao nào? Chỉ biết trách mắng người khác. Đúng vậy. Ta không quan tâm tới hai con nữa. Sư phụ, con bức tranh bán thân tính sao đây? Phải làm sao? Hai người tự nghĩ cách đi. Nuôi hai con lợn còn ít hơn nuôi hai người. Không phải anh muốn nói với tôi hai con cái kia là Senhero chứ? Chính xác. Đợi tôi một chút. Tôi không thể uống thêm được nữa. Soái ca, không để mặt tôi chút nào hết.
Bên trong có chém nhau. Ai đang bị rượt đuổi vậy? Tôi. Đứng lại. Chém hắn ta. Tôi có một khẩu súng. Vậy chém anh ta. Đi chết đi, đi chết đi. Ném chết mấy người. Đừng lại gần. Tôi là bậc thầy công phu đó. Người anh em, muốn cắt muốn chém cũng phải cho tôi biết lý do chứ, có được không? Được. Các người định làm gì? Tôi cũng không biết. Đứng lại. Có cần tôi ra tay giúp không? Tất nhiên là cần. Định lừa chúng tôi sao? Đại ca, tụi em tìm thấy viên quen rồi. Sau này tôi không dám nữa. Quỳ xuống. Đừng đánh mà, tôi sẽ trả tiền cho các anh. Còn nữa không? Còn. Nhanh lên. Còn nữa không? Hết sạch rồi, đó là tất cả đó. Tại sao lại như vậy chứ? Nhìn rẻ tiền giống anh đó. Sao nói vậy được? Nè người đẹp ơi, các cô có biết chuyện gì xảy ra không? Tôi suýt bị chém vì hai người. Các cô tính bồi thường thế nào cho tôi? Giờ để chúng tôi lấy thân báo đáp. Giữ lại cho mấy người dùng đi. Ôi mẹ ơi, không có phẩm gì. Bắn vào tay. Bắn vào đầu. Bắn vào chân. Bắn vào ngực. Thật ra dù cô có luyện tập hay không cũng như nhau, chỉ tốn đạn mà thôi. Cô lo chuyện của mình đi. Đồ bốn mắt. Bốn mắt nhưng bắn tốt hơn cô nhiều. Cô đang làm trò gì? Là cô ấy. Bụng tôi nóng quá, tôi chịu không nổi nữa rồi. Nóng chết tôi rồi. Nữ tặc, để xem cô chạy đi đâu. Thật là. Theo tôi về đồn cảnh sát. Cái ví này là của tôi. Thuốc lá là của tôi. Còn gì nữa không? Còn gì không? Có người đang tới, chạy đi. Tôi đến muộn rồi. Họ lấy không còn gì cả. Đừng chạm vào. Cậu sao rồi? Bác trai à, gần đây có bệnh viện nào không? Cậu có tiền không? Tôi còn mấy nghìn trong túi. Vậy tôi chính là bác sĩ đây. Tôi đưa cậu đến phòng khám của tôi. Cảm ơn. Cẩn thận. Thật là ra ngoài gặp được quý nhân. Tôi đã nói là cô không có năng lực rồi, mà cô vẫn không chịu thừa nhận. Nếu đổi lại là cô thua, xem cô còn nói vậy nữa không. Tốt hơn hết sau này tránh xa tôi ra. Cô muốn gây sự phải không? Được thôi, nhào vô, tới đây. Ta trở về rồi.
Ai đó ra giúp một tay đi. Có nhầm không vậy? Giúp một tay đi. Sao sư phụ dẫn anh ta về đây chứ? Thật là hồ đồ. Lão già hồ đồ. Đem cái ghế lại đây. Ở đây không giống phòng khám chút nào. Tôi làm bán thời gian thôi. Ngồi xuống đi. Trang phục của anh là mốt mới hả? Đây là đồ mua từ Nhật Bản. Đi lấy dụng cụ y tế ra đây. Cảm ơn. Làm gì mà cô hoảng sợ vậy? Anh ta chính là tên cảnh sát mà chúng ta gặp khi đi lấy trộm bức tranh đó. Cô nói bây giờ chúng ta phải làm sao? Trốn như rùa rút cổ đi. Chúng ta thay đổi tư thế nào. Sư phụ, thuốc đến rồi. Chờ chút. Tốt. Sư phụ, anh ta chính là tên cảnh sát mà bị tiểu muội đánh gục tại triển lãm. Bức tranh này thật là ghê tởm. Vậy sao? Bạn tôi lúc đang vẽ bức họa này thì bị tai nạn. Tôi đã chữa trị cho anh ấy và sửa lại bức họa luôn. Rồi người đó tặng bức họa này cho ông làm kỷ niệm luôn sao? Đúng vậy, cậu thật thông minh. Thật thông minh. Đúng vậy, tôi là thiên tài mà. Vậy bức tranh đã sửa xong chưa? Nó lành rồi. Tâm Lan, chuẩn bị cần để phẫu thuật cho thiên tài. Đợi đã. Phẫu thuật sao? Đương nhiên. Lúc nãy tôi chạm vào bàn chân cậu, tôi phát hiện chân của cậu bị nội thương rất nghiêm trọng. Vậy phải làm sao? Tôi quyết định sẽ cắt nó đi. Sư phụ, dụng cụ đem đến rồi đây. Cần sử dụng mấy thứ này sao? Cần chứ. Không được, tôi là cảnh sát. Tôi không thể bị què được. Khoan đã. Sư phụ, có cách nào giữ lại đôi chân của tôi không? Có. Tâm Lan, mang bảo bối ra đây. Dạ. Anh bạn trẻ, tôi làm phẫu thuật vì muốn tốt cho cậu thôi. Tôi biết. Nhưng nếu có bất kỳ di chứng nào thì cậu cũng đừng trách tôi. Sư phụ tốt, ông giữ lại đôi chân cho tôi là tôi biết ơn ông lắm rồi. Sư phụ, đây nè. Cái này là cái gì? Cái này là gia tộc ta truyền lại. Viên linh đơn này có thể trị bách bệnh. Uống nó hay nghiền ra. Uống. Uống mấy lần? Uống hết một lần. $3,990. Nó được giảm giá rồi. $4,000. Khỏi thôi. Cảm ơn. Người đâu rồi? Ra ngoài gặp quý nhân thật là tốn kém quá. Cảm ơn mọi người. Anh bạn trẻ, nhớ là uống một lần nhé. Tạm biệt. Sư phụ, người thật tài giỏi, đánh bại anh ta dễ dàng. Còn phải nói nữa. Thiên tài. Chào buổi sáng sếp. Tối qua ngủ ngon không? Ngon. Có gặp ác mộng không? Không. Có mộng tinh không? Có. 7 lần. Tốt. Rất tốt. Thoải mái không? Chơi tôi sao? Là giả. Cái này cũng là hàng giả sao? Không, không phải. Tôi đã sớm biết là giả rồi. Giỏi, cực kỳ giỏi. Hôm nay có rất nhiều từ mới. Đọc cho tôi nghe. Ok. Thành Long đang bắt đầu quay một bộ phim hot. Châu Tinh Trì được trả $800,000 cho một bộ phim. Lưu Đức Hoa đã ký hợp đồng với một công ty ngoại quốc. Đó là tin tức quan trọng sao? Dân. Ôi không. Gần đây Đại Tứ Xuyên, người ta đã tìm thấy thanh kiếm của Tần Thí Hoàng. Nó đang được chuyển từ Hồng Kông đến viện bảo tàng Britannica. Đặt cho tôi một vé máy bay. Xếp cho tôi một vài bộ đồ. Lên lầu chuẩn bị tắm cho tôi. Những người còn lại chuẩn bị theo tôi đến Hồng Kông. Dạ rõ. Đi thôi, nhanh lên.
Nè, cộng sự, cô làm cảnh sát bao lâu rồi? Bao lâu rồi? Đừng có làm phiền tôi. Xin lỗi. Cô bao nhiêu tuổi rồi? Cô chắc cũng không còn nhỏ nhê gì nữa. Cô còn mẹ không? Một ngày cô ăn mấy chén cơm? Nói thật đi, đừng lừa tôi. Cái quái gì vậy? Đồ rớt từ trên cao xuống chính là đặc trưng của Hồng Kông. Các người cũng thật giàu có đó. Đi thôi. Yên lặng đi, nếu không tôi nghiền nát anh ra. Chúng ta hãy quay lại đó và chờ đợi. Nói không chừng kiếm được vài thứ đáng giá. Kìa cô xem, lại rơi xuống nữa rồi. Là trụ sở chính gửi cho tôi. Họ bảo chúng ta điều tra người đàn ông này. Lẽ nào hắn chính là Senhero? Cô từng nhìn thấy hắn ta chưa? Cướp! Không được chạy. Dừng lại. Còn chạy nữa tôi nổ súng đó. Cẩn thận. Ông có điên không vậy? Suýt nữa làm tôi tông vào cột đèn rồi. Tiểu thư à, cô giúp tôi đi. Tôi còn phải tới trường đua ngựa nữa, nhanh lên. Đồ khốn nạn. Tôi chỉ muốn giúp cô. Còn có mau đuổi theo hắn ta. Tôi biết rồi. Cảm ơn đã chỉ giáo. Sao rồi? Cô muốn làm gì? Cầm lấy. 10 đồng một quả. Sao cũ vậy? Cúi thấp xuống. Sao mà nát bét vậy? Cô đã mặc bao lâu rồi? Mới có 30 năm thôi. Hai người đang làm cái quái gì vậy? Tại sao không đuổi theo hắn nữa? Có muốn tôi phản ánh mấy người không? Cô nói đúng lắm. Nói cái gì? Gây rắc rối to rồi. Này, làm điếu thuốc. Mùi của nó ghê quá. Nhãn hiệu gì vậy? Có thì hút đi. Hai người đúng là không được tích sợ gì. Lo chơi game của anh đi. Không tin được là anh cũng có thể chiến đấu đó. Cô cũng rất cừ. Lại thua rồi chứ gì. Mới nói chuyện phù phiếm đi. Kêu mấy người để bắt đại bàng. Mấy người lấy bắt một đàn gà. Hai người muốn mở nông trại sao? Sếp, thật ra chúng tôi. Cậu im miệng đi. Cô cũng vậy đó. Có cần la lớn như vậy không? Nên nhớ anh còn nợ tiền tôi. Cô làm càng một mình cô đủ rồi. Còn kéo theo anh ta nữa. Tôi cũng khó ăn nói với cấp trên. Thế nên cả ngày anh cứ thao thao bất tuyệt. Làm sao làm nên đại sự, đúng không? Đúng vậy. Chúng tôi đâu có lỗi gì đâu. Dù có Senhero điều tra tới đâu rồi. Anh nghe kỹ đây. Theo như thông tin mới nhất, Senhero đã đến Hồng Kông. Khuôn mặt của anh ta là trông như thế này. Thật kinh khủng. Còn nữa, chúng tôi sẽ vận dụng hết khả năng của mình để phơi bày những thủ đoạn bí ổi của hắn ra ánh sáng. Nếu hắn kháng cự, chúng tôi sẽ giết hắn ngay tại chỗ. Tôi sẽ móc mắt hắn ra, rồi quật ngã hắn. Tôi sẽ môi ruột hắn ra và băm nát trên dịch ăn. Tôi sẽ kéo lưỡi của hắn ra. Tôi sẽ kéo bàng quang của hắn, rồi dắt lấy nước của hắn cho anh uống. Là chỗ này à? Đúng vậy. Ôi,
Thế nào rồi? Không có ai cả. Chúng ta đi thôi. Ngốc vậy, không có người càng dễ dàng điều tra. Mau đi điều tra đi. Tiêm cấp 3, đi thôi. Suýt nữa chúng ta bị phát hiện rồi. Đúng vậy, không vào hang cọp sao bắt được cọp con. Đi hát karaoke đi. Thoải mái ghê. Sao anh đi vệ sinh mà không đóng cửa? Được rồi, thả ra đi. Dám nhìn trộm tao đi vệ sinh, rốt cuộc chúng mày là ai? Chúng tôi là cảnh sát. Không phải, chúng tôi là dân thường. Không phải, chúng tôi là cảnh sát. Chết tiệt, chúng tôi là người bình thường. Chỉ là người bình thường thôi. Mẹ kiếp, bộ đội của cô đã nói lên tất cả rồi. Chúng tôi là cảnh sát. Ok, vậy các người là cảnh sát bình thường. Các người nửa đêm nửa hôm đột nhập vào nhà của tôi làm gì? Chúng tôi nghi ngờ anh là Senhero nên đến để bắt giữ anh. Có lệnh bắt giam không? Không có. Có lệnh khám xét không? Có lệnh khám xét không vậy? Không có. Không có. Không có sao? Vậy thì biến về đi. Tối nay điều tra xong chưa? Chưa xong. Vậy làm sao chúng ta điều tra đi? Chúng ta phải bôi rượu thuốc. Mau bò về đi. Ở đây không có việc của tụi bay nữa. Mau về đi. Dạ. Sư phụ. Sư phụ. Sư phụ. Sư phụ. Sư phụ. Sư phụ à. Sư phụ. Sư phụ. Ở đâu rồi? Sư phụ, cuối cùng con cũng tìm thấy người rồi. Thí chủ, người thật thành tâm, mỗi năm đều đến thắp nhang cho sư phụ. Tôi là đệ tử, làm vậy là lẽ đương nhiên. Nhưng tiện thì, nếu tiền thuê không quá đắt thì tôi muốn đổi một chỗ to hơn cho sư phụ. Không thành vấn đề, tôi sẽ tìm cho mấy một chỗ. Cảm ơn, cảm ơn. Thử miếng bánh nho đi. Uống ngụm trà. Thử miếng bánh, uống ngụm trà. Ăn bánh đi đồ quý sứ, uống trà đi đồ hư hỏng. Người xứng đáng có ngày hôm nay. Chỗ của người thật tệ. Báo ứng đó. Cái mùi này kinh quá. Người không có quyền hưởng cây nhang này. Đi ăn phân đi. Nếu năm xưa người để con làm trưởng môn thì mọi chuyện đâu xảy ra như ngày hôm nay. Cung điện cũng để đó cho người ở. Người nói coi, con có gì không tốt? Lão già hồ đồ. Ngay cả quả chuối cũng bốc mùi. Dứt mày đi. Anh làm gì ở đây vậy? Sư huynh Chí Hải. Sư đệ. Sư huynh. Sư đệ. Sư huynh. Sư đệ. Đi chết đi. Tôi không thân thiết gì với ông. Sao ông vẫn chưa chết? Miệng cậu vẫn thối như ngày nào. Cậu muốn gì? Muốn đánh ông? Không phải chứ, đánh chết người. Đánh chết người, đánh chết người. Đây là đền chùa, phải yên tĩnh. Các người muốn đánh nhau thì ra ngoài. Còn gì nữa, tôi chém mấy người đó. Đi thì đi. Cứ từ từ mà đánh. Chúng ta nói về ai trước? Đạo diễn nói, ông nói trước đi. Qua bao nhiêu năm rồi,
Cậu vẫn còn hận ta sao? Sư đệ à, hà cớ gì phải như vậy? Trừ phi ông giao ra lệnh bài mà sư phụ truyền lại, vậy phải hỏi sư phụ rồi. Đi xuống âm tàu địa phủ mà hỏi. Vẫn còn đánh sao? Mau giao lệnh bài ra đây. Có giỏi thì đến lấy. Được thôi. Tôi không tin là tôi không lấy được. Sao lệnh bài lại nằm ở đó được? Thật may là ta đã lấy được ví của ngươi. Ví vẫn ở đây. Màu chói vậy à? Dám trộm quần lót của tao sao? Đâu mất rồi? Tên ngốc, chúng ta sẽ không gặp lại nhau. Chết tiệt đồ hèn, cứ chờ xem. Mặc kệ cậu, tài xế, lấy nhanh lên. Sếp. Sếp à, sao vào mà không gõ cửa? Ra ngoài. Xin lỗi sếp. Sếp, có chuyện gì? Anh có biết về thanh kiếm của Tần Thủy Hoàng không? Là kiếm. Còn có biết Senhero là ai không? Trộm. Vậy anh có nghĩ kẻ trộm sẽ trộm thanh kiếm không? Có thể. Anh đoán xem hắn có trộm được không? Có thể. Thông minh. Chính là nó. Ông chủ xem, có rất nhiều cảnh sát. Mở thùng ra. Cửa ở chỗ nào? Tôi đến bảo vệ bảo kiếm. Bảo kiếm gì? Tôi nói cho anh biết, đừng có giả bộ ở đây. Ai lừa cô đâu? Cứu mạng, cứu mạng. Anh bị làm sao vậy? Quá bẩn. Bên trong cực kỳ bẩn. Bẩn sao? Đây là đồ ăn cắp. Các người muốn chết sao? Nói nhanh, giấu thanh kiếm ở đâu vậy? Ở bên này. Đi thôi. Đồ thần kinh. Đợi dài cả cổ. Ông là ai? Tôi là vệ sĩ. Ông có phải đạo sĩ trừ yêu không? Đang mùa thấp điểm nên tôi làm bán thời gian bán hàng ở đây. Nhìn kỹ đi. Còn y nguyên không mẻ chút nào. Giao tiền nhận hàng. Là cái này sao? Phải đó. Tại sao không phải là container? Dùng container để chứa một thanh kiếm có nhầm không vậy? Cũng đúng. Mau ký xác nhận đi. Cô ký đi. Được. Suýt nữa xảy ra tai nạn rồi. Là máy tay đua thôi. Mở máy lên đi. Bật không lên. Đừng dọa tôi chứ. Có mùi gì khó chịu quá. Có phải mùi cơ thể cô không?
Đây là trường nào vậy? Làm sao tôi biết được? Thân hình cao lớn thật. Hành động. Các người phía trước nghe đây, các người có 3 phút, bỏ vũ khí xuống và đầu hàng, nếu không chúng tôi sẽ hành động. Lấy đưa tôi. Các người muốn làm gì? Tôi muốn thanh kiếm trên xe các người. Nằm mơ đi. Chuẩn bị bắt chúng. Dân. Lên. Ở trong xe, nhanh lên. Là cái này. Cầm đi, nhanh lên. Cô đừng có cản đường tôi có thanh kiếm rồi. Tạm biệt, cô nhanh tay đấy. Còn có mau đuổi theo. Cô chặn họ lại đi, cô chặn đi. Đứng lại. Đứng lại. Bỏ súng xuống, nếu không tôi sẽ bắn cô. Thử xem. Không được chạy. Đứng lại. Đứng lại. Bị khóa rồi. Có một cái hố. Tạm biệt. Đầu hàng đi. Nè, đừng bắn, đừng bắn. Đừng bắn mà. Chỉ là hiểu lầm thôi, đừng bắn mà. Đừng bắn nữa. Chỉ là thả hơi trong gió thôi mà. Không được chạy. Đừng bắn, đừng bắn. Lợi hại chứ. Tôi tới đây. Không phải chỗ đó. Bỏ tay tôi ra. Nếu cô thành thật thì tôi sẽ tha cho em bé của cô. Sao lâu vậy còn chưa trở về? Không biết xảy ra chuyện gì. Sư phụ. Sư phụ. Sư phụ à. Sư phụ. Vừa rồi ta phản ứng chậm. Đau chết ta rồi. Người cầm thanh kiếm này đi. Quả nhiên là thanh kiếm tốt. Đừng đụng vào. Kiếm một tay. Tân Thủy Hoàng dùng thanh kiếm này để hù dọa ai vậy trời? Người khuyết tật cũng có thể dùng. Sư phụ à, người có thấy thiếu thiếu gì không? Đúng rồi, thiếu thiếu bảo hành. Không phải ý đó. Vậy thì thiếu gì? Tỉ mũi đâu? Cô nói cái gì vậy? Cô ấy bị bắt rồi. Chẳng phải nói con bảo vệ nó sao? Sao người lại mắng con? Rắc rối to rồi.
Nhìn cái gì vậy? Sư tỷ à, ngăn bọn họ đừng đánh nhau nữa. Không được rồi, không chết đâu. Sẽ chết đó. Mày thật sự không khai ra đúng không? Nói, tôi không biết gì cả. Bắt anh ta khai có ích gì? Người cần khai là cô ta mà. Đúng rồi. Thấy cả rồi chứ. Cô cứ tích cực như vậy nếu im lặng, mì này khó nuốt quá. Cực khổ cho cậu rồi. Mau đi thoa thuốc đi. Lần sau đừng đến tìm tôi nữa. Phiền anh mang tới một hộp cơm. Mì này khó ăn quá. Được. Dám qua mặt tôi sao? Tôi hỏi câu nào cô trả lời câu đó. Có cần giơ tay không? Có cần giơ tay phát biểu không? Cô có phải Senhero không? Nói. Có gợi ý gì không? Phản ứng dữ dội vậy. Đừng lừa chúng tôi. Đây không phải là công viên giải trí. Đây là xã hội dân chủ. Tôi có dân quyền, có phải không? Nếu tôi không biết, mấy người lý do gì ép tôi đúng không? Cô ta nói gì vậy? Được rồi, tôi sẽ đưa ra gợi ý. A là đúng, B là sai, C là có khả năng. Có thể. Có thể gì? Không phải. Cô có biết hắn ta không? Ai? Là Yên Quá. Là thần tượng của tôi. Anh ấy từng tham gia vào phim Bảy Cậu Bé. Anh ấy nhào lộn cực đỉnh. Đừng làm vậy. Đừng kích động. Còn lại gần tôi sẽ ngã sấp mặt đó. Xuống đây. Họ ra rồi. Cô chịu hết nổi rồi. Mấy người có cần thiết phải dùng xe chở lợn này chở tôi không? Cô im mồm đi. Còn đã lớn nữa tôi nhốt cô vào lòng. Rồi độc ác. Xảy ra chuyện gì? Cứu tinh tới rồi. Lisa, đứng yên. Cô bị sao vậy? Khói thuốc mê. Đem hắn đi. Sao nặng vậy? Nhầm rồi. Đi thôi. Cậu đã tới Hồng Kông cũng lâu rồi. Còn gì mà cậu chưa chơi thử không? Là anh đó. Anh ấy làm trò gì vậy? Bị ma nhập. Tôi tức chết mất. Tức tới đầu bốc khói luôn sao? Tình khốn kia. Nghe rõ đây. Tôi ra lệnh cho cậu biến đi khuất mắt tôi trong vòng 24 tiếng. Tôi sẽ báo cáo với cấp trên. Anh đừng lộn xộn. Trả nợ đây. Tiền đây. Trả hết cho cô. Cô có còn là con người nữa không? Đồ quỷ cái. Hết lần này tới lần khác cô mang tôi ra làm vật tế. Tôi hết chịu đựng nổi cô rồi. Tôi bóp cổ cô. Tôi phải lấy mạng cô. Từ bây giờ hai người chính thức bị sa thải. Nhưng chúng tôi tin rằng mình sẽ bắt được Senhero. Nhưng tôi không có lòng tin vào các người. Mau cút xa tôi ra. Biến. Anh được lắm. Mình không phải chịu đựng thêm nữa. Chết.
Nếu không nói tôi sẽ đánh mấy người. Nói cái gì? Ai phái mấy người đến bắt tôi? Ông chủ của chúng tôi, ông ta cũng can đảm đấy. Đúng vậy. Làm gì đó? Thẩm vấn cô ta. Hay là tụi bay bị thẩm vấn? Nhầm rồi. Làm gì vậy? Đừng có làm bừa. Cô, ông từ đâu đến? Từ Quảng Đông. Năm nay bao nhiêu tuổi? 54 mùa xuân. Ông bắt tôi tới đây làm gì? Sao cô hỏi tôi lắm thế? Cô là ai? Tôi là hậu duệ đời thứ 108 của gia tộc thần trộm Chư Tiểu Muội. Ông biết tôi không? Người của gia tộc thần trộm. Chí Hải là gì của cô? Nói mau. Mẹ ơi, cao quá. Nhà đầu. Cô mà cũng xứng đáng là người của gia tộc thần trộm sao? Sao tôi lại không xứng đáng? Chí Hải đang ở đâu? Khai mau. Biết cũng còn lâu mới nói. Không nói ta sẽ giết cô. Dù ông có đánh tôi, đá tôi, déo tôi, chửi tôi cũng không bao giờ nói cho ông biết đâu. Tôi có cách khiến cô nói. Nói hay không? Thích thì cứ giữ im lặng. Có nói không? Có nói không? Không nói đâu. Nói không? Có nói không? Cục cứt mũi này của tôi cũng lớn lắm đó. Tôi sẽ nói. Tốt lắm. Là cậu. Tiểu mũi thế nào rồi? Cậu cho nó ăn chưa? Có tivi cho nó xem không? Có chăn bông cho nó đắp không? Nó có bệ gì tôi cũng tha cho cậu đâu. Nhớ đó, tôi cảnh cáo cậu. Tuy điện thoại rất đắt, đừng có gọi điện lại nữa. Biết chưa? Sư phụ, tiểu mũi sao rồi? Cuối cùng cũng phải thương lượng. Có cần thêm người giúp không? Người ở đâu? Con nè. Con sao? Con cũng giúp được mà. Đây được coi là cuộc thi sắc đẹp sao? Tiếp theo là người đẹp mang số báo danh 03, Kawashima, chưa rõ tuổi, chiều cao, số đo ba dòng chưa rõ. Bạn bè đặt cho cô ấy biệt danh là cô gái bất hạnh. Bạn đã chọn một câu hỏi bằng hình ảnh. Trước tiên hãy nhìn vào màn hình. Đây là bức họa đa sắc màu, hoa văn đặc biệt. Đây là bức tranh trừu tượng hiện đại, mang đậm nét đặc trưng Trung Hoa. Nó đã từng được trưng bày tại triển lãm ở Hồng Kông, nhưng đã bị mất trộm. Cô biết tên bức tranh là gì không? Tên là Nửa Ngực. Sai. Cô đang tự nói mình đấy à? Trả lời lại. Tên là Không Phải Tranh. Tại sao? Trông chả giống bức tranh chút nào. Bức tranh này có tên là Bán Thân. Thôi đi ra đi. Cô đừng lãng phí thời gian nữa. Và bây giờ là dành thời gian cho quảng cáo. Cuối cùng mình đã tìm thấy rồi. Super Canon, tôi sẽ đến tìm cô. Sanhero, xem người chạy đâu cho thoát. Lại là một câu hỏi hình ảnh. Mời nhìn vào màn hình. Đây là chân của nam hay nữ? Anh đùa tôi sao? Chân đèn cũng chia ra nam nữ sao? Nhưng trong này rõ ràng ghi vậy, tôi chỉ việc hỏi thôi. Vậy cô có trả lời không? Dừng xe, dừng xe. Có phải cướp không? Cướp, cướp ở đâu? Cậu nhóc, ngồi trong xe làm gì vậy? Tôi là tài xế. Chở tôi đến đài truyền hình đi. Đài truyền hình? Phải, tôi đang vội lắm. Anh dùng thái độ gì nói chuyện với tôi vậy? Tôi sẽ loại cô nếu cô động vào tôi. Cô dám động vào anh đấy. Cút ra, cô tính làm gì? Muốn đánh thì đánh, tên tự tử thối nhà anh. Tôi sẽ trả anh 300 đô. Tôi tan làm rồi. 500 đô. Giao ca rồi. 1000 đô. Lên xe đi. Ngồi cho vững. Ok, cảm ơn. Tôi còn chưa lên xe mà. Đợi tôi. Tới rồi. Tới rồi. Đài truyền hình. Đúng vậy. Ca sĩ hòa nhạc cũng không kiếm được nhiều như cậu đâu. Đúng vậy, đủ để nghỉ hưu rồi. Chết tiệt, mình thật ngốc mà. Đừng đánh nữa, là tôi. Đừng đánh nữa. Đừng đánh nữa mà. Đừng đánh nữa, là tôi. Sao anh đánh được đây?
Tôi biết bức họa bán thân ở đâu rồi. Ở đâu? Tôi biết Senero là ai. Ai? Đi thôi, đi bắt hắn đi. Không chụp hình nữa. Còn chụp tôi đánh nát mặt của anh giờ. Lần thương lượng này chỉ được thắng không được thua. Nếu có bất cứ sai sót nào làm ảnh hưởng đến hình tượng hoàn mỹ của ta, thì năm nay đừng nghĩ tới chuyện có tiền thưởng nữa. Dạ. Suốt ngày chỉ ăn là giỏi thôi. Mọi người nghe đây, cùng tôi hô to khẩu hiệu cho trận chiến. Không ngại hy sinh, không ngại gian nan, không ngại hy sinh, không ngại gian nan, chiến đấu để giành chiến thắng. Cô vừa nói gì? Nói tiếng Trung. Lắm lời. Lắm lời. Lắm lời. Lắm lời. Lắm lời. Xin lỗi ông chủ. Tự cho mình là thông minh. Nói theo ta, chiến đấu để giành chiến thắng. Chiến đấu để giành chiến thắng. Lần này nếu thất bại nữa thì chúng ta quá xui xẻo rồi. Biết đâu lại trở nên nổi tiếng khắp Quảng Đông. Miễn là anh đừng làm hại tôi. Làm gì có chuyện tôi hại cô chứ. Lại nữa rồi. Sao chết mấy quả vậy? Hỏng rồi. Ai mà biết. Cái xe cùi bắp. Tại nó rẻ. Rẻ, vậy giờ phải làm sao đây? Bảo bối. Bảo bối sao? Cái xe này cũng tính là bảo bối đó. Có còn hơn không? Anh đi về hướng đó trước đi. Tôi chạy về cơ quan chút rồi sẽ quay lại. Đợi một chút. Sao nữa? Cầm lấy. Tôi có sẵn rồi. Đây là bộ đàm đời mới nhất. Bất kể anh ở đâu, tôi cũng sẽ sớm tìm được anh. Cẩn thận đấy. Sư phụ à, người nói gì đi chứ? Xuất phát. Sư phụ à, đi bên này. Gọi ca nông. Sao vậy? Đừng đùa với tôi chứ. Tối qua có người nhìn trộm lúc tôi tắm. Cô có biết là ai không? Trời tối đen làm sao tôi thấy được. Tối qua cũng có người nhìn trộm tôi tắm. Đợi chồng tôi tới đuổi thì tiểu tử đó chạy đi mất. May cho hắn đó. Chắc chắn là cùng một người. Lần sau nếu để tôi gặp hắn, tôi sẽ giết chết hắn. Coi mày chạy đi đâu. Tao đánh chết mày. Đồ sắc lang, đồ biến thái, đồ cuồng dâm. Đứng lại, đứng lại. Đồ cuồng dâm, đồ biến thái, đồ thần kinh. Đứng lại, đứng lại. Có tiền rơi kìa. Tao thấy trước mà. Của tôi, của tôi. Đồ bệnh hoạn. Thiên pháo, tình hình sao rồi? Chỗ tôi khá ổn. Anh còn tới đây. Tôi sợ cậu ăn thịt tôi chắc. Sao lại thiếu mất một người? Tiểu muội. Sư phụ kéo dài thời gian. Tôi đến cứu cô đây. Tôi đến đây.
Lệnh bài cho bảo kiếm đâu? Cậu thả đồ đệ của tôi ra trước đi. Ông là cái thá gì, dám đưa ra điều kiện với tôi sao? Không cần phải nói những lời cay nghiệt như vậy đâu. Ta khinh. Phun nước miếng cổ điển đại pháp. Tiểu muội, cô bị sao vậy? Giao đồ ra đây. Câm mồm. Nếu không tôi sẽ giết ông. Lại là nữ tặc đó. Được, tôi giao chúng cho cậu. Tao thả nó ra. Dỗi rồi sao? Người đâu, thả cô ta ra. Đừng chạy. Tôi đến đây. Tôi là cảnh sát, tôi biết. Ông báo cảnh sát sao? Cô đừng đi. Nhìn gì mà nhìn, biết tôi là ai không? Đánh hắn. Đánh tiếp. Không được như ý muốn đâu. Tôi đấu với cậu. Tới đây. Đuổi theo cô ta. Dạ. Tôi đến đây. Lên đi. Cảm ơn. Mau giao đồ ra đây. Được. Giữ chúng cẩn thận nha. Chiêu ba bàn tay. Lợi hại chứ. Tại sao người như ông lại có thể trở thành trưởng giáo của thần trộm được? Cậu muốn làm gì? Lão già chết tiệt, dừng lại đi. Đưa hàng cho ta, bằng không tôi sẽ cho ông chơi cả đời còn lại trên đó. Có nghe tôi nói gì không? Tôi chịu hết nổi rồi, mau dừng nó lại. Tôi chóng mặt quá. Được lắm. Tăng tốc. Không. Tăng tốc. Không. Ngất xỉu rồi. Sao không thấy đâu nữa? Đâu mất tiêu rồi? Đừng có ép tôi. Tôi rất lợi hại đó. Vẫn còn muốn chạy sao? Cô,
đấu tiếp đi. Sao không động thủ đi? Đây gọi là địch không động, ta bất động. Lên. Ai mới tát ta? Đuổi theo. Xuống. Trời, sao xấu vậy? Quá trang. Có chuyện gì? Giảm phấn. Được. Đẹp rồi. Đây mới là tôi chứ. Để đây chút quay lại. Sư phụ. 100% công lực. Tâm Lan, con không sao chứ? Sư phụ, có sưng không? Một chút. Đau quá. Sư phụ, cứu con. Được. Kim qua thần công. Sẽ đau đấy. Vậy không cần nữa. Giờ thì sao? Thoải mái hơn nhiều. Sư phụ, lợi hại quá. Sư phụ đi trước đi, bọn con ở lại chặn hắn. Không được, quá nguy hiểm. Vậy sư phụ giữ chân hắn lại, bọn con đi trước. Mau chạy đi, nguy hiểm quá. Chạy đi, nhanh lên. Nè, các con nói thật sao? Ông bị bỏ rơi rồi. Thấy tôi nhanh không? Muốn chạy sao? Lão già chết tiệt. Ông mau xuống đi. Thách cậu lên đây được. Tôi không lên ở đâu, tôi sợ độ cao. Đánh chết cũng không xuống. Sư phụ, nhảy xuống đây, tụi con đỡ người. Tốt. Tiêu rồi. Sư phụ. Người giả. Muốn ta nhảy xuống sao? Coi ta là đồ ngốc hả? Đá hắn đi. Sao còn ngốc vậy? Cây cột cũng đá nữa. Kháng cự. Cả hai người đều ngốc như nhau. Đứng lại, đừng đuổi nữa. Nghe tôi nói này. Nhầm rồi, còn có mau đổi lại. Đừng có mà giở trò. Dám ăn thịt tôi không? Đừng mà, đừng mà, đừng mà. Cắn đủ như vậy. Sao cô giờ mới tới? Tôi đã đánh một trận rồi. Một chiêu là gục. Giỏi. Những người kia đâu rồi? Ở bên kia. Còn Sen Hero ở bên đó luôn. Vậy còn tôi? Qua bên đó đi. Ở đây giao cho anh xử lý. Hai tên khốn nạn này. Nữ cảnh sát đã rời đi chưa? Tôi thấy cô ta đi rồi đó. Vậy có nên đánh hắn không? Nhìn kỹ rồi tính. Đứng dậy đi. Đồ đầu hói. Vừa rồi hai người đuổi đánh tôi giỏi lắm mà. Mau dậy đi. Chịu đựng mày nãy giờ. Đi chết đi. Người đâu? Tôi đây. Tôi mạng rồi.
sát thương quá lớn rồi. Tiểu muội chạy mau, lần này cô hết thoát được rồi. Cô đánh hắn đi rồi tính tiếp, mau đi đi. Mau chạy đi, không được chạy. Đánh tôi, nhanh lên. Ông thông minh sao bằng tôi, đánh hắn. Không được chạy, anh lại đánh tôi. Tiểu muội mau chạy đi. Còn không giao đồ ra tôi sẽ giết các người. Tôi không sợ chết đâu. Ta trở lại đây. Sư phụ không sao chứ? Hợp sức lại đánh hắn. Nhưng mà hắn rất lợi hại. Liên quan gì tới tao? Chúng ta phải làm sao đây? Có rồi, xương của hắn rất mềm. Cứ làm vậy đi. Tốt. Có chuyện gì? Nhanh, giúp một tay đi. Bóc xiên trước. Bóc xiên cái đầu ngu nhà mày. Vẫn là để bọn tôi lên. Mày quá lợi hại rồi. Bọn tao đánh không lại, bọn tao quyết định gian sinh tao đi. Đấu với mày. Động thủ đi. Cảnh sát đến. Đứng im, đứng im. Tất cả đứng im. Không được đồng đấy. Các người làm gì đến muộn vậy? Lại lừa biến sao? Đừng đồng đấy. Tôi không đồng đấy. Đang ngồi im mà. Không được đồng đấy. Tôi có chứng minh. Thấy không? Tôi là cảnh sát mà. Mày đã thấy chưa? Đừng có giả vờ nữa. Kết thúc rồi. Tôi không cam tâm.